Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương, ruộng hoang ngấm mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cây. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đầy nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển rách dài. Đêm trăng cao tiếng hò hòa ơi, lời mẹ ru hiền ngoan, và trai gái quê cưới lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngã nghiêng, quê hương tôi đã tới khói lửa thiêu tàn, thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than. Thọ ơi, hương nhang ơi, giá từ những thành mộng mơ, lòng tuổi xanh chỉ em thay nhau biết trời về mồ ơi họ. Đây phương nam lúa xanh bóng dừa một quanh ta. Thank you.
Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty cổ phần TechSound Việt Nam. Hôm nay thì anh em TechSound đang có mặt tại công trình, vẫn còn rất là bừa bộn đây ạ. Ở các cái hộp con kia, bác chủ sẽ cất giấu loa ở bên trong đó. Loa gì thì các bác có đoán được không ạ? Đây, không gian vẫn còn rất là bừa bộn. Đó, các bác thấy ạ, cô lao công vẫn đang phải lau từng ô cửa của khu vực cất loa. Đây, anh em TechSound thì đang bóc loa ngay phía dưới đây ạ. Màu trắng, các bác thấy có đặc biệt và có lạ không ạ? Đó chính là thương hiệu loa K-Ray. Và bây giờ thì anh em sẽ tiến hành bóc rỡ hàng hóa để set up lắp đặt. Sau cái quá trình setup lắp đặt thì một chiếc, hai chiếc, đây, phía bên đây nữa, đây một chiếc thứ ba đã được đậy nắp tủ ở đây rồi. Và bây giờ thì em sẽ mở nắp tủ cho các bác chiêm ngưỡng. Đó, trắng như ngọc trinh, rất là đẹp. Và bên này là chiếc thứ tư, bốn chiếc loa full được cất ở trong bốn hộc tủ của chúng ta đây. Ở phía hộc dưới là những chiếc súp bé như những chiếc loa full này ạ. Bên này là chiếc thứ hai. Và phía bên đây thì Văn Toán đang set up hệ thống tủ máy cho bác gia chủ. Đây, hệ thống tủ máy thì gồm một chiếc amplifier của PowerShop T904, một chiếc quản lý nguồn, một chiếc vang số JBL và một bộ micro. Chỉ một lát nữa thôi, sau khi anh em set up lắp đặt xong thì cùng nhau lên nhạc để các bác thưởng thức chất âm của hệ thống loa K-Array nhá. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền thủy dương, ruộng hoang ngắm mặt đồng chua, thôn xóm tôi sống đời dân cây. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là đầy nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển rách dài. Đêm trăng cao tiếng hò hòa ơi, lời mẹ ru và trai gái quê cưới lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngã nghiêng, quê hương tôi đã tới khói lửa thiêu tàn, thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than.
bóng dừa một quanh ta dưng trai nên cánh tay vẫy cùng ngày mai. Người đi đến
Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy 72, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469555 hoặc truy cập website techsound.vn.